Thì bây giờ tôi muốn chia sẻ một số những cái sự kiện đã xảy ra trong vòng mấy ngày qua Sau đó chúng ta sẽ nói tới là những sự kiện này bây giờ các bạn cần phải có những cái suy nghĩ gì Cũng như là bây giờ chúng ta đang ở đâu ở trong cái thời điểm tăng trưởng này Chúng ta có lo sợ là chúng ta đã tới cái đỉnh rồi hay là chưa Chúng ta cũng sẽ nói tới những cái tài liệu on-chain như là Classno vân vân Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói về cái thông tin là Thì bây giờ các bạn thấy được đây là cái tài liệu được chia sẻ ngày hôm qua bởi BlogPort và cái tài liệu này cho chúng ta thấy được là tổng số vốn hóa của trường crypto đã lên tới 1,5 nghìn tỷ. Các bạn thấy được là con số cực kỳ cao so với năm 2017 thì các bạn thấy được là thị trường bây giờ đã xa cái thời điểm đó rất nhiều. Có nghĩa là không chỉ riêng là chúng ta thấy là bịch còn tăng trưởng mà o coin cũng tăng trưởng cho nên tổng số vốn hóa đang tăng rất là nhiều. Có thể nói là đã gần như gấp đôi cái con số của năm 2000 17 rồi và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những tài liệu khác thường đã chia sẻ ngày hôm qua đây là tài liệu liên quan đến giá Bitcoin ngày Valentine tại vì hôm qua là ngày 14 tây tháng 2 thì đó là ngày Valentine ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là ngày 14 tây tháng 2 của năm 2010 thì giá Bitcoin chỉ có 0,05 như là 5 cent mà thôi 2011 thì giá là 1 đô la 2012 thì giá là 5 đô la 2013 giá 26 đô la 2014 thì giá 632 đô la 2015 thì giá là 247 đô la, 2016 thì giá là 397 đô la, 2017 thì giá là 1008, 2018 thì giá là 9031, 2019 là giá là 3569 và năm 2020 thì giá là 10242 và năm 2021 thì giá là 49714 và câu hỏi là quà tặng người yêu của các bạn nếu như các bạn dùng tiền đó mua Bitcoin thì bây giờ tháng giá bao nhiêu và đây là câu hỏi để thường chia sẻ cho các bạn chỉ vui mà thôi nhưng mà một điều khác nữa, các bạn có thể thấy được là trong thời gian khoảng chừng là 3 tới 4 năm thì giá có một sự tăng trưởng rất là mạnh. Các bạn thấy được thì chúng ta cứ lấy Bitcoin ở một mức nào đi. Giả dạ, sử như là cái mức là từ năm 2001 tới 2003 chúng ta không nói tới tại vì đây là những năm đầu tiên thì tài liệu giá cả cũng không có đáng tin tưởng lắm nhưng mà chúng ta bắt đầu lấy giá từ năm 2014 đi thì giá là 632 đô thì các bạn thấy được là 2015 2016 hàng 7 thì chúng ta đã thấy là giá có sự tăng trưởng trong cái phạm vi là trong vòng 4 năm thì giá đã có có sự tăng trưởng đột biến chúng ta cũng như là lấy cái giá từ năm 2017 đi thì bạn thì được 2017 cho đến 2018 cho đến 2019 cho đến 2020 đến 2021 thì cái ngày Valentine cái ngày 14 tháng 2 đó thì cho dù là các bạn mua Bitcoin ở cái mức là ngày 14 tháng 2 của năm 2017 đi thì chúng ta thấy được là trong vòng bao nhiêu năm qua Mặc dù là giá cả có lên có xuống Có sự điều chỉnh mạnh sau khi mà lên tới 20.000 đô Nhưng mà cái giá vẫn cao hơn Cho mình thấy được là Bitcoin Trong cái thời gian dài hạn là một trong những cái mảng đầu tư Mà có rất nhiều lợi nhuận cho nên nhiều người khi mà nói tới Bitcoin là một lô vàng điện tử, một cái tài sản lưu trữ giá trị thì nhiều người sẽ nói là Bitcoin dao động quá nhiều cho nên không thể trở thành một loại tài sản lưu trữ giá trị được. Nhưng mà đó là tại vì người ta nhìn vào thời gian quá ngắn hạn, ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ. Nếu các bạn nhìn vào thời gian dài hạn hơn trong phạm vi là 11 năm qua thì các bạn thấy được là đây là một cái loại tài sản mà lưu trữ giá trị rất là tốt. Có thể nói là không có một loại tài sản nào mà có cái sự tăng trưởng chúng ta tính là từ năm 2015 thôi trong vòng 6 năm qua từ 247 đô mà lên tới 49.714 cho nên nhìn vào dài hạn thì Bitcoin là một cái mảng đầu tư rất là có tính tính, thu hút. Và bây giờ, những nhà đầu tư lớn đó, khi mà họ đầu tư vào thì họ cũng sẽ nhìn vào tài liệu dài hạn hơn. Thật ra nhiều bạn nói là những công ty đầu tư lớn thì họ đầu tư là họ có lời khoảng chừng là gấp đôi hay là gấp ba họ sẽ bán. Thường không nghĩ như vậy, thường nghĩ là nhiều nhà đầu tư lớn khi mà họ đã để một số tiền, của công ty vào trong Bitcoin rồi thì cũng như là họ để một số tiền vào trong cổ phiếu hay là họ để số tiền vào trái phiếu hay là vàng thì họ sẽ nhìn vào thời gian dài hạn hơn và sẽ không có cái định là bán trong cái thời gian ngắn. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ thấy những công ty lớn ảo ạt bán khi mà giá Bitcoin là tới 100 000 Đây là cái điều mà tôi suy nghĩ hiện tại các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin Kế tiếp thì các bạn thấy được là đây là một cái tài liệu mà Thuận đã chia sẻ. Ngày 12 tháng 2 thì trong dòng chỉ có 24 giờ thôi, nghĩa là từ ngày 11 tới ngày 12 Tây. Cách đây khoảng chừng chỉ có là chúng ta thấy là 3 ngày thì có rất nhiều những thông tin ào ạt được tung ra. Và những thông tin này thì toàn bộ những thông tin rất là tốt. Các bạn thấy được là thành phố Miami của Florida thì đã đưa ra một cái kiến nghị là bây giờ là có thể trả nhân viên nhân viên làm việc cho thành phố cũng như là thanh toán thuế và có thể đầu tư vào trong Bitcoin Bitcoin ETF đầu tiên được thông qua Canada đương nhiên đây chỉ là Canada mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy một Bitcoin ETF được thông qua Hoa Kỳ Công ty Uber đã lên trên đài CNBC và nói là có thể chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin Và bây giờ nếu như các bạn có cái ví Apple Wallet mà các bạn sử dụng công ty BitPay thì các bạn có thể là kết nối BitPay với lại Apple Wallet và có thể thanh toán sử dụng Bitcoin BNY Mellon, một cái ngân hàng rất lớn Các bạn thấy được là sẽ hỗ trợ chuyển dự crypto cho khách hàng của họ PayPal sẽ hỗ trợ giao dịch crypto ở Anh Các ca sĩ nổi tiếng đang quảng bá các đồng đây là cái thông tin mà chỉ ngày 12 tây tháng 2 thôi. Các bạn thấy được chúng ta lại có thêm những thông tin tốt nữa ngày 13 tây một ngày sau đó là công ty Morgan Stanley là một trong những cái ngân hàng đầu tư thì các bạn thấy được công ty này có thể là đầu tư một phần vào trong thị trường Bitcoin. Đương nhiên các bạn thấy được là bây giờ công ty Morgan Stanley này đang gián tiếp đầu tư Bitcoin tại vì đây là công ty mà sở hữu 10,9% của tất cả cổ phiếu của MicroStrategy và công ty MicroStrategy bây giờ là một công ty mà các bạn thấy là đầu tư rất mạnh vào trong thị trường Bitcoin này Cho nên hiện bây giờ thì công ty Morgan Stanley đã gián tiếp lưu trữ Bitcoin rồi Đây là thông tin là họ sẽ trực tiếp thu mua Bitcoin Chúng ta đang chờ đợi coi coi là thông tin chính thức sẽ như thế nào Và các bạn thấy được chúng ta thấy là cái tài liệu ngày 13 Tây thì lại có thêm công ty Công ty Emerging Corp có thể là đầu tư vào Bitcoin Đây là cái tài liệu mà họ đã điền gửi cho SEC Chúng ta lại thấy những cái tài liệu như là Deutsche Bank ngày 13 Tây thì cũng vậy Công ty Deutsche Bank này thì bây giờ đang quản lý tổng cộng là 1,6 nghìn tỷ Và công ty Deutsche Bank này sẽ đưa ra một cái sản phẩm để mà hỗ trợ lưu trữ những tiền kỹ thuật số Các bạn lại thấy cái thông tin kế tiếp nữa được chia sẻ là BlockFi Thì công ty BlockFi là một công ty mà chúng ta cũng đã biết là cho các bạn gửi những tiền kỹ thuật số vào để mà lấy lại hàng tháng đó Đây là công ty mà thường đã sử dụng cũng rất lâu rồi Thì công ty BlockFi bây giờ dựa theo cái tài liệu mà họ đã điền với lại SEC là công ty này hiện bây giờ đã đang lưu trữ tổng cộng là 1,7 tỷ đô la cổ phiếu của công ty Rayscale, công ty Rayscale là công ty mà đầu tư vào thị trường này. Các bạn thấy được là chúng ta thấy công ty Rayscale Bây giờ là một công ty mà đang tiếp tục thu mua rất nhiều Bitcoin, có thể nói là cái số lượng Bitcoin trong vòng 30 ngày qua họ thu mua là lên tới tổng cộng là 45.000 Bitcoin, trong khi mà trong vòng 30 ngày qua cái số lượng Bitcoin được đào chỉ có là 27.000 mà thôi, có nghĩa là họ thu Bitcoin còn nhiều hơn là cái số lượng Bitcoin được đào ra trong vòng 30 ngày qua. Và thêm vào đó nữa, các bạn thấy được công ty Rayscale là một công ty mà bây giờ đã điền sẵn đơn để mà có thể là mở rất nhiều những quỹ đầu tư khác. Trước đây thì công ty Rayscale chỉ đầu tư vào những cái đồng lớn như là các bạn thấy là Bitcoin, Ethereum vân vân. Nhưng mà gần đây các bạn thấy được là công ty Rayscale đã xin phép để mà mở nhiều quỹ đầu tư hơn. Tuy nhiên, chúng ta không biết được là khi nào họ mới bắt đầu được kích hoạt những quỹ đầu tư này hay là có kích hoạt hay là không. Nhưng mà ít ra các bạn thấy được là bây giờ thì công ty Rayscale đã điền đơn để mà mở những quỹ đầu tư liên quan đến những cái đồng DeFi như các bạn thấy được là Yon.Finance, YFI hay là đồng Uniswap Có quỹ đầu tư Theta, Tezos, Polkadot Đây là những tài liệu là công ty Rayscale sau khi mà đã điền đơn Thì có thể là bắt đầu là mở cái quỹ đầu tư này cho khách hàng có thể đầu tư vào Thì chúng ta không biết được là công ty Rayscale này sau này có thực sự là mở những quỹ đầu tư này hay không Nhưng mà ít ra mà nói Các bạn thấy được là những đồng trên màn hình Là những đồng mà công ty Rayscale đang để ý đến nhưng mà nào mà đang lưu chuyển những đồng này thì đây cũng là một cái thông tin tốt. Thì mới đây các bạn thấy chúng ta nói tới hàng loạt và hàng loạt những thông tin rất là tốt cho thị trường này. Có thể nói là chúng ta khó tìm thấy những thông tin xấu ở thời điểm hiện bây giờ. Nhưng mà thuận muốn các bạn cần phải cẩn thận trong thời điểm này. Tại vì chúng ta cũng phải nhìn vào một số những cái dấu hiệu. Những dấu hiệu này không phải là những cái dấu hiệu xấu nhưng mà đây là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta liên tưởng đến năm 2017 khi mà chúng ta đã trong cái thời điểm là thị trường rất là nóng ai cũng đang quan tâm đến và chúng ta bây giờ sẽ nói tới một số những dấu hiệu đó và chúng ta sẽ nói tới là bây giờ tình hình thì chúng ta đã gần tới đỉnh hay là chưa Thật nghĩ đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn muốn biết cho nên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những tài liệu on chain sau khi chúng ta nói tới một số những cái dấu hiệu mà làm cho thần phải nhíu mày một chút thì trong cái thời gian ở đây các bạn thấy được là chúng ta nhận được thông tin tốt này cho đến cái thông tin tốt khác nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà bỏ quên những cái yếu tố, những cái tài liệu, những cái dấu hiệu mà khiến cho nhiều bạn cảm thấy là khá bất an Tại vì những cái dấu hiệu này cũng đã từng xuất hiện và đã xuất hiện vào cái thời kỳ đỉnh của năm 2017 Thì đừng chia sẻ một số những dấu hiệu này và chúng ta sẽ nói tới là tình bây giờ thì dựa theo những tài liệu on-chain thì chúng ta đang nằm ở đâu Và điều quan trọng hơn hết thì các bạn thấy được là gần đây có một cái câu chuyện đang được chia sẻ rất là mãnh liệt Đó chính là câu chuyện liên quan tới Super Cycle hay là siêu chu kỳ thì siêu chu kỳ của Bitcoin là gì và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với cái đợt tăng trưởng kỳ này đó chính là điều chúng ta sẽ nói tới nhưng mà trước hết cái dấu hiệu đầu tiên không gì khác hơn là chúng ta nhìn vào những cái đồng trong thời gian đây đi các bạn thấy được đây là tài liệu CoinGecko và đây là tài liệu trong vòng 30 ngày qua thì các bạn nhìn vào cái cột 30 ngày qua đi thì chúng ta không nói tới những đồng lớn như là Bitcoin thì tăng 33% Ethereum thì tăng 46% trong vòng 30 ngày qua nhưng mà các bạn thấy là bắt đầu chúng ta nhìn thấy một số những đồng khác như là Cardano, Cardano các bạn thấy được là tăng 152% trong vòng 30 ngày qua, Polkadot 57%, XRP 102%, Binance Coin 203%, Litecoin 48%, Bitcoin Cash 49% và các bạn thấy được là có nhiều đồng như là Dogecoin tăng 542% và các bạn thấy được đồng Dogecoin là đồng, đồng mà thường hay được pump ở trong những cái mùa mà cực điểm tôi nghĩ là cao cực kỳ của một mùa tăng trưởng và Dogecoin trong vòng 30 ngày qua mặc dù có lên có xuống nhưng mà vẫn tăng 542%, Uniswap tăng 148% các bạn thấy được là rất nhiều và rất nhiều đồng tăng là hơn 100%, Cosmo tăng 166% các bạn thấy được là IOTA tăng 215%, các bạn thấy là Solana 156%, Terra tăng 634%, Elrond 304%. Các bạn có thể nhìn thấy được là trên màn hình, cái cột 30 ngày là trong vòng 30 ngày qua nhiều đồng tăng cực kỳ mạnh, PancakeSwap tăng 937% trong cái thời gian chỉ có là 30 ngày. Như nó tăng các bạn thấy là gần như là 10 lần, hơn 9 lần. Và đây là một dấu hiệu mà cho các bạn thấy được là tình hình bây giờ là chúng ta không phải là mới bắt đầu của mùa tăng trưởng mà chúng ta bây giờ đã bước vào một cái mùa all con rồi.